chó. Mày tưởng mày có tiền mày muốn làm gì thì làm à? Thả tao ra. Mày thả tao ra. Anh đánh tao hả? Buông ra. Mày chính là thằng đã đốt kho lúa chú Quỳnh đúng không? Mày không có tư cách để nói chuyện với tao. Vậy hả? Anh muốn nói chuyện với em. Tôi với cậu không có chuyện gì để nói. Cậu hai, cậu đi về đi. Anh nghe nói, em đang nghỉ việc ở nhà hàng. Chuyện gì đã xảy ra với em vậy? Tôi thích nghỉ thì tôi nghỉ. Mắc mớ gì tới cậu mà cậu hỏi? Có phải là mọi chuyện liên quan tới ông già nhà anh không? Ông ta gây sự với em hả? Em trả lời anh đi. Ông ta đã làm gì em? Cậu muốn biết chuyện gì á? Cậu đi về hỏi cha của cậu đi. Cậu đừng có hỏi tôi. Tôi không có muốn nhắc tới chuyện này nữa. Vậy hả? Ông ta làm gì em hả? Không có chuyện gì hết anh. Cậu đi về đi. Tôi không muốn nhìn thấy mặt cậu nữa. Tại sao em lại đối xử với anh như vậy hả Nhi hả? Anh đã làm gì? Tôi nói cho cậu biết, mãi mãi từ đây về sau, tôi không muốn nhìn thấy bất cứ người nào của gia đình cậu tới đây nữa. Đây là lời cuối cùng tôi nói với cậu. Cậu đi về đi. Anh đã làm gì mà em lại ghét anh như vậy? Hay là tại thằng kéo xe này mà em tuyệt tình với anh? Cậu hai, giữa tôi và cậu không tình không nghĩa gì hết á. Tôi có mang ơn cậu. Tôi xin cảm ơn. Số tiền mà tôi nợ cậu, cậu cho tôi 3 ngày, tôi sẽ trả hết cho cậu. Vậy là em quyết tâm chọn nó. Không tình không nghĩa. Nếu mà em đã nói như vậy, em hãy nhớ, tôi thề là em sẽ hối hận đó Nhị Hà. Vậy tụi bay, mày đứng lại. Anh à, bỏ đi. Vậy hả? Theo như lời hắn ta nói, đã xảy ra chuyện gì? Hôm trước em nói là em không nhớ. Em nói xạo với anh đúng không? Em nói đi. Ông bá Hậu Tuất đã làm gì em? Em xin anh, anh đừng nhắc tới chuyện này nữa. Không có chuyện gì hết đó. Tôi được rồi. Nếu em đã nói như vậy, anh sẽ không nhắc lại nữa. Anh hãy nhìn em đi. Nếu như em kể ra, anh phải hứa là anh không được tìm ông ta. Anh hứa với em đi, thì em sẽ kể. Nghe xong chuyện này, chúng ta cùng quên nó đi, được không anh? Được. Anh hứa với em.